Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình có nhận được một cái MacBook lâu rồi chưa cài Win, chưa cài Mac. Thì hôm nay sẵn tiện mình cài cái này rồi mình làm clip cho anh em xem luôn nha. Đó, thì cái này là MacBook Pro như đời 2012. Thì để mà cài cái MacBook này thì nó cũng như Win á, mọi người phải tạo một cái USB boot nha. Đó, xong rồi gắm vào. Thì bên MacBook á nó sẽ boot như thế này. Anh em nhấn cái nút nguồn đây nha. Sau khi nhấn nút nguồn thì ta giữ cái nút này, option, cái nút option Alt này, anh em giữ hoài á. Khi nào mà nó ra được cái màn hình boot thì mình chọn. Đó. Ở đây là nó sẽ ra cái ổ đĩa này. Thì đây là ổ đĩa của máy. Đây là cái USB của mình, nó USB mình cắm đây. Thì anh em chọn qua đó. Rồi, enter. Tới đây thì mọi người cứ làm tiếp theo cái nét qua thôi. Thực ra thì cài Mac nó còn dễ hơn cài Win nữa, nhưng mà chắc mọi người ít gặp thôi. Chứ còn khi mà cài chủ yếu là mình tạo cái boot này nè. Nó khi mà mình tạo cái boot xong thì và cái vấn đề boot thì đó, anh em nhắn phím tắt này. Đó, thì cái này nó khi mà nó lót lên một hồi á, để mình đợi xíu cho nó vô rồi mình nét luôn. Vào thì bình thường thì mình sẽ là xóa luôn cái ổ đĩa của nó và mình cài luôn lên ổ đĩa của nó nha. Cái đời này thì vẫn chạy là con HDD thường rồi. Không được nhanh lắm. Mình đang xài cái MacBook Air này thì nó chạy bằng M2. M2 nó chạy rất là nhanh. Xài đâu gần chục năm rồi vẫn còn bực lắm nha. Này hơi lâu một xíu. Trên mạng thì nó cũng có sẽ nhiều clip để tạo cái clip boot này. Nhưng mình thì mình tạo luôn trên cái thằng MacBook mình đang xài đây. Đây, mình sử dụng phần mềm này đó, cái internal disk reader này, xong rồi mình tải một cái bản của 10.14 này về, xong rồi mình lại xả vào cái USB này, mình boot cái này thôi. Thì xong clip này, nếu như mà có cơ hội thì mình sẽ làm clip hướng dẫn tạo boot USB cho anh em cài nha. Con này khách xài cũng khá là dữ nha mọi người. Các góc cạnh nó còn nguyên nè, đẹp lắm. Máy của mình thì mình để ở nhà miết à, để vợ xài nên nó cũng không bị bóp méo gì. Chứ mấy cái này vỏ của nó là nguyên khối á, nên chỉ cần nó rớt nhẹ thôi thì nó cũng sẽ bị móp nha mọi người. Mà cái MacBook á, MacBook mà khi bị móp á thì giá trị của nó sẽ bị đi xuống và nó cũng không còn đẹp nữa, thì mất giá trị lắm. Cái này ngoại hình còn rất là đẹp này. Nãy giờ chưa vô luôn. Rồi sau khi mà để cho nó tự chạy xong á thì nó ra màn hình này. Thì tới đây thì mình nghĩ đơn giản nè, mình cứ nét miếng thôi. Đó, mình chọn tiếng Anh đúng không? Rồi mình nét thế thôi. Nói chung vào tới đây thì đơn giản, thường thường mọi người sẽ bị dính ở cái chỗ mà tạo boot thôi. Đó, đây. Thì mọi người vào cái boot này thì nó lúc nào nó cũng có sẵn này, sẵn cái disk utility, cái này nó giống như cái partition trong Win á. Thì mình vào đây rồi mình chia ổ đĩa lại nha. Mọi người muốn chia bao nhiêu ổ đĩa thì chia ở trong này luôn nè. Mình xóa luôn đây cái ổ đĩa này, xóa luôn đó. Ok, mình xóa để mặc định hết, thì cái chuẩn này là chuẩn của MacBook rồi, xóa luôn. Này quá trình này thì nhanh, ổ này ổ thường 500GB. Đây là nhận 499GB này. Thì sau khi xóa xong thì mình lại cài thôi. Đó, ok, xong rồi đó. Rồi mình tắt này đi. Rồi mình vô Intel MacOS Net. Tính ra cài Mac nó còn đơn giản hơn cài Win, cho gót Win rất là nhiều. Nên có một công đoạn là bút phát là vô thôi. Còn Win thì thấy làm không quen là chi ổ đĩa rồi MVR rồi GVT rồi nó hơi rối đồ hình. Đó, anh em cứ thế nét thôi. Đó, đây, tới hôm nay là mình chọn cái ổ đĩa để mình cài này nha. Thì mình chọn cái ổ của mình là ổ Mac này. Nếu như có nhiều ổ thì mình chọn ổ nào đó thôi. Đó, rồi, nét. Tiếp tục. Đó. Rồi. Tới đây là xong, chắc cần 80% rồi. Giờ chỉ đợi cho nó chạy thôi. Đợi nó chạy thôi. Sau khi chạy xong thì bây giờ nó lại là cái này nó lót lên. Có khả năng là hồi nãy là nó đang chép bản này vô.
cái bản này là bản 10.14.6 thì cũng nhẹ, nó chưa tới 6 GB, chắc mấy bản sau này sẽ nặng hơn, tại vì cái máy này mình thấy đời nó cũ rồi, rồi như 2012 nên là mình tải cái bản nó thấy phù hợp để vào xài tính sau. Là đợi tiếp, sau khi chạy một hồi thì bây giờ nó lên là 34 phút, chắc là họ đang là nãy là để chạy một hồi nó sẽ tắt màn hình nha. Mình cứ nhắn cho nó sáng này, chắc là lắc lại, chắc khả năng ban đầu là nó sẽ copy cái bản này vô, xong rồi cái này là nó sẽ xả ra. Nói chung càng mát nó nhàn lắm, do ít dọc nên là thấy nó vậy thôi. Đó, nó lại lót lại ha. Đó, chạy tiếp. Mà cài mắt không cần cài driver luôn nha, tại vì nó biết cho nó rồi mà, driver gì nữa, vô là xài luôn, khỏi cần rắc luôn, sướng lắm. Chờ đợi 20 phút thì bây giờ còn 3 phút nữa. Sau khi chờ đợi một hồi thì mình quay lại mình thấy là đã xong rồi đó. Thì cái bước này thì là giống như cái bước setup ban đầu khi chạy win thôi. Thì mình sẽ setup để chọn người cái nét mà còn cái này biết thôi. Đó, chuẩn cũng tiếng Anh luôn, này biết thôi. Đó. Cái này thì mình chọn mật khẩu để mình vào thôi. Đó, mình cái nét biết. Đó, như vậy thì chúng ta đã setup được cái macOS lên cái MacBook Pro này rồi. Thì mình trong quá trình làm việc mình gặp cái gì mà chưa quay thì mình sẽ quay hướng dẫn mọi người. Chào và hẹn gặp lại ở mọi người tiếp theo nha.